ơi, chúc chào ông lại chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em được 5 cây mai đại lộc gốc bứng, gốc đẹp nha cả nhà. Và đây là cây số 1 nha. Thì cái này nó chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nha cả nhà. Thì cây nó rất phát triển rất là mạnh luôn nha, nên là cả nhà yên tâm ha. Rồi đây là cây số 1 ha. Em bán với giá 350 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đồng giá hết nha cả nhà, 350 một cây thôi, em bao phí vận chuyển luôn. Đây cái bộ đế của nó rất là đẹp nha. Rồi và tiếp theo là cây số 2. Đây cây số 2 nó có một cái bộ đế nôm nha. Nó như thế này đây. Rồi đây thì cái này ghép được 3 mắt bo nha. Này chuẩn bị ra thêm một cái cơi đọt nữa nha cả nhà. Em thấy cây nó rất là đẹp luôn. Rồi cây này thì em cũng bán đồng giá 350 thôi nha. 350 một cây và đồng thời bao phí vận chuyển luôn ha. Này giờ lấy bo và chơi tết được rồi nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây số 3. Đây, đây là cây số 3 nó có bộ đế nôm nha. Cây này thì ghép được 2 mắt bo ha. Thì cây này em cũng bán với giá là 350 một cây luôn nha. Cái này về chúng ta lấy bo được nha cả nhà. Rồi 350 một cây. Rồi bao phí vận chuyển luôn nha. Tiếp tục là cây số 4. Đây, đây là cây số 4 nha. Cây số 4 nó có cái bộ đế rất là lực luôn nè. Cả nhà thấy không? Rồi cái mắt bo ghép của nó thì được 3 mắt bo ghép. Cây này em cũng bán cây lùng lực nha. Bán giá 350 một cây luôn, bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây số 5. Đây cây số 5. Cây số 5 này thì có cái bo rất là nhiều nha. Thì em cũng bán giá 350 luôn, rất là xum xê luôn nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chất hiệu ông nha.